Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trinh. Hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 4 năm 2019. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thị xã Duyên Hải tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Nữ tù chính trị dẫn cười phụ nữ anh hùng gan dạ kiên trung sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng vì độc lập tự do của Tổ quốc thì mãi mãi hôm nay và mai sau vẫn luôn cởi sáng. Chuyên đề nghe người dân nói, ghi nhận nhiều ý kiến của người dân xã Long Vĩnh, sự phấn khởi về những bước tiến của quê hương khi xây dựng thành công xã nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019. Chiều hôm qua, ngày 29 tháng 4, Đảng bộ thị xã Duyên Hải tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đến dự có đồng chí Đồng Giang Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, quý mẹ Việt Nam anh hùng và nhân dân ở các xã phường trên địa bàn thị xã Duyên Hải. 44 năm sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cùng với cả tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Duyên Hải đã tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lại quê hương và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là từ khi thành lập thị xã Duyên Hải vào năm 2015 đến nay. Kinh tế luôn tăng trưởng với tốc độ cao, duy trì ở mức bình quân hàng năm là 22%, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Đặc biệt, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thị xã Duyên Hải đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, bứt phá mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Cụ thể, trên lĩnh vực kinh tế đã thực hiện tái cơ cấu sản xuất theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai và hệ thống kết cấu hạ tầng. Từ đó, đã xây dựng được các vùng sản xuất tập trung về nuôi tôm công nghiệp, siêu thâm canh hay các vùng trồng màu mang lại hiệu quả cao trên một đơn vị diện tích, góp phần tăng thu nhập của người dân và giảm nghèo bền vững. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn khoảng 2%. Bên cạnh đó, 8 năm qua, từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác, cùng sự chung tay đóng góp tích cực của nhân dân, mà hệ thống hạ tầng về giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa, nhà ở, dân cư, nhất là ở các vùng nông thôn của thị xã Duyên Hải được đầu tư xây dựng, tạo bước phát triển vượt bậc. Nổi bật như đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa hiện đạt 85%, 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, có 99% hộ dân sử dụng điện thường xuyên và an toàn, 87% trường học đạt chuẩn quốc gia, đồng thời có 5 trên 5 xã của thị xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và trung tâm văn hóa thể thao theo quy định. Cùng với đó, trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh cũng được giữ vững ổn định. Ngoài ra, địa phương cũng không có nợ động xây dựng cơ bản trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ những kết quả trên, thị xã Duyên Hải đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đây là niềm phấn khởi, tự hào của toàn đảng bộ và nhân dân thị xã Duyên Hải. Và càng có ý nghĩa hơn khi lễ đón nhận quyết định này được tổ chức vào dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019. Thể hiện sự tiếp nối truyền thống anh hùng cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, những người con thị xã Duyên Hải hôm nay đang ra sức nỗ lực đoàn kết xây dựng và phát triển quê hương vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong không khí phấn khởi trên, ông Dương Thanh Tuấn ở xã Long Toàn, đại diện người dân có mặt tại buổi lễ, phát biểu. Theo tôi được biết, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta. Mục tiêu làm cho đời sống vật chất tinh thần của người dân được dân nông thôn được tăng lên, diện mạo nông thôn được đổi mới, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn, mọi người mọi nhà đều sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, cảnh quan môi trường được thông thoáng, sáng xanh sạch đẹp, giao thông nông thôn được đầu tư mở rộng và xây dựng mới, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất của người dân, kinh tế tiếp tục phát triển theo từng năm. Công tác đào tạo nghề luôn được chú trọng, giải quyết được việc làm cho lao động tại địa phương. Các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao được ưu tiên và phát triển, đầu tư phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Văn Lâm nhấn mạnh,
Sau hơn 8 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 40 trên 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cùng với một huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã Duyên Hải được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây chính là sự đánh giá ghi nhận đối với những nỗ lực của tỉnh Trà Vinh nói chung, thị xã Duyên Hải nói riêng đạt được những thành tích trên là nhờ sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng trong công tác lãnh chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang các cấp và sự tham gia đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin ghi nhận và biểu dương sự đóng góp to lớn của các ngành, các cấp, nhân dân và doanh nghiệp trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Văn Lâm cho rằng, tuy thị xã Duyên Hải đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nhưng với mục tiêu tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân, đặc biệt là người dân nông thôn, cùng với xây dựng đô thị loại 3, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân thị xã cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng thị xã Duyên Hải giàu đẹp, vững mạnh, toàn diện, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy sức mạnh, sự sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, phát huy vai trò chủ thể thực sự của người dân trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hai, thường xuyên sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, uốn nắn gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong tổ chức triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu theo kế hoạch đã được phê duyệt. Ba, tiếp tục huy động mọi nguồn lực kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế, tổ chức lại sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 4. Hình thành nền nếp và duy trì thành phong trào nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường, ấp, khóm, xã, phường, khu dân cư, trồng cây xanh, cải tạo hàng rào, trồng hoa ven đường, tại các khu vực công cộng, công sở, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Dịp này có 5 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới thị xã Duyên Hải được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, 12 tập thể và 7 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải. Huyện Trà Cú vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019, gắn giới về nguồn tại xã Phước Hưng. Phát biểu ôn lại lịch sử truyền thống ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Từ Minh Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy Trà Cú khẳng định: "Chúng ta mãi mãi biết ơn quý mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước đã cống hiến xương máu, công sức, tài sản cho cuộc kháng chiến và lập nhiều chiến công oanh liệt, viết lên trang sử hào hùng, đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trải qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, huyện Trà Cú có 1.684 liệt sĩ, 549 thương binh, bệnh binh và nhiều đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ được khen tặng quân quy chương các loại. Có 6 xã và 5 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Có 232 bà mẹ được phong tặng truy tặng danh hiệu cao quý, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chính sự hy sinh và những cống hiến to lớn của đồng chí, đồng bào của huyện Trà Cú đã góp phần vào thành tích chung của tỉnh Trà Vinh, được Trung ương và khu quỹ khen tặng, tỉnh dẫn đầu phong trào nhân dân du kích chiến tranh toàn miền, quân chương thành đồng tổ quốc hạng nhất và lá cờ vẽ vang 8 chữ vàng, toàn dân nổi dậy đoàn kết lập công. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, ông Từ Minh Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy kêu gọi toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong huyện hãy phát huy truyền thống đoàn kết của quê hương Trà Cú anh hùng, đem hết sức lực và trí tuệ xây dựng Trà Cú giàu đẹp về kinh tế, văn hóa, vững mạnh về chính trị và quốc phòng, an ninh, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, dân minh. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng gần 300 phần quà cho các gia đình chính sách tham dự buổi họp mặt. Hòa cùng khí thế chung của cả nước đang hướng về những ngày cuối tháng 4 lịch sử. Chúng tôi đã có buổi gặp gỡ, lắng nghe cảm xúc của hai trong số rất nhiều nữ tù chính trị tỉnh Trà Vinh,
có nhiều cống hiến trong sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc. Ngôi nhà nhỏ chất chứa bao câu chuyện xúc động về tình đồng chí, tình thân, tình người. Được bà Nguyễn Thị Mảnh, ngụ ấp Tân Trung dòng B, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, chia sẻ với chúng tôi trong những ngày cuối tháng 4 năm 2019. Hiện nay, bà đã 82 tuổi, nhưng bà vẫn còn nhớ rất rõ thời kỳ đấu tranh cách mạng ở miền Nam Việt Nam, giai đoạn chống Mỹ cứu nước. Cùng với phong trào đồng khởi năm 1960, đi đầu là đội quân tóc dài tỉnh Bến Tre, tiếp đó là các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang. Chị em phụ nữ tại Trà Vinh, bất kể sang hèn, đều quyết tâm đoàn kết, vận động quần chúng nhân dân và thân nhân, gia đình, binh sĩ đấu tranh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Bà tham gia cách mạng với vai trò là người giao liên, thông tin thư từ kết nối các đơn vị từ Cầu Kè, Càng Long đến Trà Vinh thời ấy. Ở vị trí nào, bà cũng toàn tâm, toàn ý, làm hết trách nhiệm vì sự nghiệp cách mạng của toàn dân dưới sự lãnh đạo của đảng. Bà bị địch bắt năm 23 tuổi, thời điểm đó vào khoảng năm 1960 đến năm 1967. Bà chia sẻ, tuy bị đánh đập, bị bắt bớ, cầm tù, tra khảo suốt 7 năm, 7 tháng trời ròng rã tại khám Chí Hòa, nhưng bà cùng những người nữ tù chính trị khác không hề nao núng mà quyết kiên trung, đấu tranh mạnh mẽ, tuyệt đối im lặng trước những đòn tra tấn dã man của quân địch. Trong lúc bà bị bắt tù đày, chồng bà đã hy sinh khi cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương. Hay tin chồng hy sinh, bà Nguyễn Thị Mảnh đã nuốt lệ vào trong, biến đau thương thành sức mạnh. Khi được ra tù, bà tiếp tục chăm lo nuôi dạy con thơ và dồn sức cho công tác chống Mỹ cứu nước. Chết thôi chứ không ai ra, không được ai khai ai hết. Ở đâu có khai. Có khai ai thành nó không có biết ai, nó cứ quánh hoài chỗ này ra khai, không nó quánh rồi không được á. Thì đem xuống tỉnh nó cũng quánh giọng đó đổ nước rồi á. Rồi lấy đinh khúc nó đóng thằng tay mình được vậy đó. Tới khi mà hòa bình rồi thì tôi cũng nói con tôi giờ ráng con ơi. Thí dụ mấy anh con, mấy chú đồ, mấy cậu đồ hy sinh hết rồi. Thì người ta đánh Mỹ, ta giữ nước. Tụi con bây giờ con ráng phải làm sao đó. Bây giờ ta đánh rồi, con Mỹ đi thì con phải giữ nước. Tụi con phải ráng làm, đừng có chê già, chê ít, chê nghèo, nhiều gì đó. Bây giờ người ta phân công làm gì làm nấy. Những tấm quân chương kháng chiến, quân chương độc lập cùng nhiều tấm bằng ghi nhận công lao đóng góp của bà Nguyễn Thị Mảnh, người nữ tù chính trị kiên trung, bất khuất đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, không chỉ là niềm vinh dự, tự hào đối với bà, mà đó còn là một phần trong cuộc sống của bà, một phần kỷ niệm, máu và nước mắt khi nghĩ đến người chồng đã chiến đấu hy sinh vì nước. Đó thì bây giờ nhà nước, dân ở đây người ta cũng thương mình. Ta thấy mình ở đó tù đài được nhiều đó, mấy chị, mấy em là ta cũng thương, Tết ta cũng lại thăm mình, cũng chia buồn với mình, vui vẻ với mình rồi thôi chứ không có gì. Thì tôi cũng mừng lắm. Giờ đây chiến tranh đã lùi xa, 44 mùa xuân đã đi qua. Nhưng thời gian ấy chưa gọi là dài để có thể làm phai mờ khí thế sôi sục của những ngày Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ. Trong những năm 1963, 1964, 1965, bà Quỳnh Thị Xíu, quê ấp Phú Thọ Nhất, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, người phụ nữ gan dạ, sinh năm 1944, đã làm cho quân giặc và nhiều người nhận rõ. Tuy phụ nữ chân yếu, tay mềm, nhưng lòng dạ sắt son, sẵn sàng đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược, dù phải đánh đổi bằng tuổi xuân, mồ hôi, xương máu và nước mắt. Tham gia cách mạng năm 1964 và chiến đấu liên tục, bà Quỳnh Thị Xíu tích cực vận động nhiều phụ nữ địa phương chống Mỹ, triển khai và bám chặt phong trào Ba Đảm Đang do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động với nội dung đảm nhiệm sản xuất, công tác thay thế cho nam giới đi chiến đấu, đảm nhiệm gia đình khuyến khích chồng con yên tâm chiến đấu, đảm nhiệm phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết. Hiện nay, khi lưng đã còng, tóc đã bạc, bà Quỳnh Thị Xíu luôn giáo dục con cháu mình phải sống, lao động, học tập, làm giàu cho quê hương, đặc biệt là làm hết trách nhiệm công dân, thi hành đúng luật nghĩa vụ quân sự đối với Tổ quốc. Nhằm phát huy truyền thống phụ nữ anh hùng từ thời kháng chiến đến thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, đồng thời tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ noi gương lớp phụ nữ đi trước, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức buổi họp mặt nữ anh hùng lực lượng vũ trang, nữ tù chính trị trên địa bàn tỉnh với chủ đề Nhân chứng lịch sử, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang vào ngày 25 tháng 4 tại hội trường tỉnh ủy Trà Vinh. Tại đây, bà Trần Thị Bích Phượng,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh khẳng định, Trà Vinh hiện có 10 nữ anh hùng lực lượng vũ trang, 692 nữ tù chính trị, trong đó có nhiều cô, nhiều chị bị tù đày rất nhiều năm và đã chịu đựng những đòn tra tấn dã man của quân địch nhưng vẫn tuyệt đối giữ bí mật cho đồng đội. Nối tiếp truyền thống vẻ vang của các nữ anh hùng, nữ tù chính trị thời kỳ kháng chiến, thế hệ phụ nữ hôm nay hãy phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất, chung sức chung lòng, thi đua sôi nổi trong lao động, học tập, công tác, khắc phục mọi khó khăn, gương mẫu, năng động, sáng tạo, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, giàu lòng nhân ái, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng. Bà Trần Thị Bích Phượng cũng mong rằng trong thời gian tới, những nữ anh hùng, nữ cựu tù chính trị trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần dũng cảm và lòng kiên trung bất khuất, tiếp tục cống hiến trí lực, tích cực tham gia các phong trào hành động ở địa phương mình, để hôm nay đây một lần nữa những người con của quê hương Trà Vinh có thể tự tin viết tiếp những mùa xuân sau với niềm khát khao tự hào đổi mới và hội nhập. Thưa quý vị và các bạn, Long Chỉnh là một xã vùng sâu, đồng thời cũng là xã bãi ngang, xã đảo của huyện Duyên Hải. Bằng sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của toàn đảng bộ và nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội mà bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều đổi mới, đời sống của nhân dân cũng không ngừng được nâng lên. Đặc biệt, xã vừa đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới. Đến Long Chỉnh những ngày này, có thể cảm nhận rõ sự phấn khởi của các tầng lớp nhân dân khi nói về những bước tiến của quê hương. Nếu trước đây Long Chỉnh hay được ví von là xã khó khăn, thì nay cách so sánh này không còn phù hợp. Khi các lĩnh vực kinh tế xã hội của xã có sự phát triển rõ rệt, diện mạo nông thôn được đổi mới và đời sống tinh thần và vật chất cũng được nâng lên đáng kể. Điều này được chứng minh qua các con số ấn tượng sau đây. Toàn xã có trên 99% hộ dân có điện sử dụng, 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 2,81%. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2018 đạt 41,13 triệu đồng một người một năm. Thì theo cá nhân tôi thấy thì đảng là lãnh đạo coi như là toàn diện, có nghĩa là cái gì cũng là chăm sóc cho nhân dân. Công cuộc cách mạng là nó tiến lên là dần dần, mà trong đó thì là nhờ sự đóng góp của nhân dân. Cho nên là từ ngay chỗ đó mà đưa cái bộ mặt là nông thôn, rồi là kinh tế, xã hội, các cái nó được như ngày hôm nay. So lại trước đây, thì hồi trước đây thì nó cái nuôi nó không có kết quả lắm. Nhưng ngày gần đây thì có cái phát triển, kinh tế nó có phát triển. Phát triển là bởi vì nuôi kết hợp ba thứ, tôm, rồi tôm sú, tôm thẻ rừng trắng, cua. Đó. Nhờ cái đó, đó là nhân dân ở đây là cái thu nhập rất cao. Nói chung là cái kinh tế nó rất được mở mang, xóa đói được, xóa nghèo. Đó. Theo tôi xác nhận, tôi là người dân, tôi ở đây là tôi đi coi như là vòng vòng hết trơn một trong xã này là tôi thấy rất là ổn định. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương phát triển. Từ đó, đảng bộ xã Long Chỉnh đã quyết tâm đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện để quyết tâm về đích trong năm 2018. Trong đó, xã tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của nông thôn mới trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời làm cho dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng và hiến kế theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra để phát huy vai trò chủ thể của người dân. Cùng với đó, cấp ủy xã cũng quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và giao nhiệm vụ chỉ tiêu cụ thể cho từng ban ngành, đoàn thể của địa phương. Đúng ra thì xã được nông thôn mới là trường cũng có phần vinh dự lây. Chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để cho bộ mặt nông thôn của xã càng ngày càng lên. Kết quả đến cuối năm 2018, xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nổi bật, hệ thống giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện, đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. Thế mạnh thủy sản của xã có bước phát triển,
khi giá trị sản xuất bình quân 1 hectare đất nuôi thủy sản đạt trên 152 triệu đồng một năm, giúp cho đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Và chào ngày 25 tháng 4 vừa qua, Long Vĩnh đã đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới, đánh dấu bước tiến mới trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở địa phương này. Đồng thời cũng tạo sự vui mừng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trước thành quả đáng tự hào của quê hương hôm nay. Qua cái xây dựng nông thôn mới của xã và cái địa phương mình thì nó có cái những cái phát triển là một là vấn đề trường, đường, rồi cái trạm xá cộng với điện. Thì bây giờ hộ dân coi như là vùng sâu, vùng xa trước đây nó không có điện, rồi không có đường, bây giờ đường đan, rồi đường là nhựa thì đều cả nó tới các nơi hết. Cho nên đó là mỗi người dân ai cũng là thấy cũng là hạnh phúc và vui mừng. Cho được hơn cái nữa là được huyện với tỉnh đã công nhận là nông thôn mới. Đó, mỗi người dân là thấy hân hoan, rất là hân hoan. Do đường làng ngõ xóm á, ha, đường ra đồng thì cái nọ á, đường kia có bê tông quá hết. Nói của bà con ra đồng vậy là tiện lợi coi như là giao lưu và kinh tế. Rồi con em của các hộ dân á ở trong vùng sâu á thì cũng đi học đến nơi đến chốn, coi như là không có bị là đường lầy lội dòng mùa mưa. Đó. Rồi cuộc sống của người dân á hiện nay thì cũng được nâng lên. Thì trước đây người ta trong đó là không có đường đan tới, người ta đâu có mua xe nào mà chạy. Bây giờ có đường đan tới nhà người ta mua xe nó chạy, phải không? Thấy cuộc sống người ta cũng phát triển hơn trước nhiều. Rồi kinh tế của người dân hiện giờ á, thì so với lúc trước thì cũng phát triển hơn. Ví dụ trước đây á, là năm 2015 á, thì thu nhập bình quân đầu người của xã chỉ khoảng 29 triệu đồng trên người trên năm thôi. Nhưng mà đến giai đoạn này hiện giờ là khoảng 42 triệu đồng trên người trên năm. Và cùng không khí hào hùng của toàn đảng, toàn dân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019, thì đảng bộ và nhân dân xã Long Chỉnh, huyện Duyên Hải còn có niềm tự hào, phấn khởi khác, đó là xã đã được công nhận xây dựng thành công nông thôn mới. Kết quả này phản ánh sức mạnh của ý đảng, lòng dân ở xã đảo này, cũng như tạo nên bước tiến quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Đài Chinh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin buổi sáng ngày mai.